Tổng thống dân sự đầu tiên của Miến Điện trong vòng hơn 50 năm qua đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Naypyidaw. Ông Thin Kaur tuyên thệ nhậm chức với lời cam kết trung thành với nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. Hai vị phó tổng thống Minh Suy và Henry Van Thieu cũng tuyên thệ nhậm chức cùng với ông Thin Kaur. Lễ tuyên thệ này chính thức chấm dứt chế độ quân nhân đã nắm quyền ở Myanmar từ năm 1962. Ông Thin Kaur lên thay cho ông Thein Sein, một cựu tướng lãnh lên nắm quyền năm 2011 khi tập đoàn quân nhân chuyển giao quyền hành cho một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự và tiến hành những biện pháp cải cách sâu rộng về kinh tế lẫn chính trị.